Chào mừng các bạn đã đến với phố biển Nha Trang xinh đẹp. Thì khu vực hiện tại mình đang quay phim là ở tại Vịnh Nha Trang, khu phía tây của đảo Hòn Miễu, hay còn gọi là đảo Trí Nguyên, một cái hòn đảo nằm rất là gần biển, nằm rất là gần đất liền của thành phố Nha Trang, chỉ cách khoảng 5 phút đi tàu, tầm hơn 1 km thôi các bạn. Ở đây biển trong xanh và rất là đẹp. Xung quanh thì có những dãy núi bao quanh. Trên đảo thì dân cư sinh sống rất là đông đúc, tại vì bản thân cái khu vực này là một cái làng chài rất là cổ xưa rồi. Hiện tại thì cũng đang phát triển về mảng du lịch cũng như là dịch vụ. Một không khí rất là náo nhiệt. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.